Xin chào quý vị và các bạn. Sau gần một ngày hoành hành trên vịnh Bắc Bộ, đêm nay vùng tâm bão số 4 Bebinca với sức gió mạnh cấp 8 giật cấp 10 sẽ quét dọc đến các tỉnh từ Quảng Ninh cho đến Nghệ An. Dự báo sáng mai 17 tháng 8, tâm bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình cho đến Thanh Hóa với sức gió mạnh cấp 8 giật cấp 11. Sau khi đổ bộ, bão sẽ di chuyển chậm lại theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và đi sâu vào đất liền, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ ngày 17 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực biên giới Việt-Lào. Như vậy là bão sẽ có một ngày hoành hành trên đất liền nước ta, gây mưa to và gió mạnh. Trong đêm nay và sáng mai, bão tiếp tục gây thời tiết nguy hiểm trên biển. Ở vịnh Bắc Bộ có mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 11. Ở huyện đảo Bạch Long Vĩ, gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Ở huyện đảo Cô Tô, gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển trên vịnh Bắc Bộ cao từ 4 cho đến 6 mét, biển động rất mạnh. Ngoài ra, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động và gây trở ngại đến các hoạt động hàng hải. Đêm nay, trên đất liền khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Riêng khu vực Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và phía Bắc của Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Đi cùng gió mạnh là mưa lớn. Từ hôm nay 16 tháng 8 đến ngày 18 tháng 8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 250 cho đến 350 mm. Trọng tâm mưa rất to tập trung ở khu vực Đông Bắc, Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Riêng Hòa Bình, Thanh Hóa có khả năng mưa đặc biệt to từ 400 cho đến 500 mm một đợt. Hà Nội cũng có mưa rất to với lượng mưa trong 3 ngày này phổ biến từ 200 cho đến 300 mm. Do mưa nhiều nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Hoàng Long, sông Bùi và sông Mã có khả năng lên mức từ báo động 2 cho đến báo động 3. Riêng sông Bưởi lên mức báo động 3 và trên báo động 3. Còn thượng lưu sông Thái Bình ở mức là báo động 1. Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh như là Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An. Ngập úng tại các vùng trũng thấp và các đô thị thuộc khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An. Sau đó, từ ngày 19, ngày Chủ nhật cuối tuần, mưa sẽ giảm cùng nền nhiệt độ tăng dần trở lại tại các tỉnh thành miền Bắc, trong đó có cả thủ đô Hà Nội. Các tỉnh thành còn lại của miền Trung từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế sẽ ở rìa xa của hoàn lưu phía Nam cơn bão số 4, nên trong 2 ngày tới mưa dông chỉ xuất hiện rải rác với nền nhiệt giảm nhẹ. Xa hơn nữa về phía Nam, khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận sẽ không chịu tác động của vùng thời tiết nguy hiểm nên mưa chỉ xuất hiện vài nơi, ngày có nắng, nhiệt độ trưa chiều từ 31 cho tới 34 độ. Riêng khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào rải rác về chiều tối do ảnh hưởng của hệ thống gió Tây Nam ở phía Nam. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời có nắng gián đoạn và mưa dông vẫn duy trì đều do hoạt động của đới gió Tây Nam. Tuy nhiên, lượng mưa có phần giảm đi. Nền nhiệt độ cao nhất ngày trong thời đoạn tới phổ biến từ 27 cho đến 30 độ tại khu vực Tây Nguyên và từ 30 cho đến 33 độ tại Nam Bộ. Như vậy là trong những ngày tới, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông lớn và gió mạnh cùng khả năng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở mức cao. Đến đây thì bản tin thời tiết cuối ngày của chúng tôi cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.